Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab. Chúc mừng năm mới. Ngày hôm nay mới là ngày mùng 2 Tết thôi và mình đã quá là nhớ công việc này và mình phải quay trở lại văn phòng của Relab. Thì chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi thì những sản phẩm S22 series sẽ được ra mắt. Và hiện tại ở trên cộng đồng mạng đang có quá nhiều những thông tin nhiễu loạn và mình muốn ngồi đây để chia sẻ với các bạn một lần cuối cùng tất cả những điều chúng ta cần phải biết về Galaxy S22 series của chúng ta. Mình nghĩ rằng chúng ta đã được dọn đường để đón chờ một S22 series nó thật sự là bùng nổ. Và bởi vì thế những sản phẩm như là Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 hiện tại cũng đang có mức giá mình thấy rằng rất là ổn rồi. Cái chiếc Flip 3 của chúng ta loanh quanh chỉ còn là khoảng 19 triệu đồng mà thôi. Hay là Galaxy Z Fold 3 hiện tại mức giá nó quá là thơm rồi, chỉ loanh quanh là khoảng 37.990.000. Và mức giá này thì mình đang tham khảo ở Di Động Việt. Chúng ta có chương trình là Tết Samsung giảm giá đến 7 triệu với trả góp 0% lãi suất. Còn rất là nhiều những chi nhánh của Di Động Việt đang phục vụ các bạn xuyên Tết nha. Đừng quên truy cập đến đường link của Di Động Việt để biết thêm thông tin chi tiết. Mình đã từng chia sẻ với các bạn một chút về con Exynos 2200 rồi. Thế nhưng mà có lẽ mình lại phải hơi buồn một chút để thông báo đến với các bạn một tin như thế này. Chính xác là vào ngày 29 tháng 1 thì đã có những thông tin liên quan đến những cái tư liệu quảng cáo của S22 series đã bị lộ ra. Mình đã từng làm một video nói về cái việc phân chia thị trường giữa Exynos 2200 và Snapdragon 8 Gen 1 rồi đúng không? Và đến thời điểm bây giờ thì nhiều khả năng tin đó đã trở thành sự thật và Việt Nam của chúng ta cũng sẽ chạy con chip Snapdragon. Đây, các bạn nhìn thấy rất rõ trong hình này. Và ở dưới thì chúng ta có thêm hai dòng. Đấy là phân chia thị trường với 8 Gen 1 chúng ta có Bắc Mỹ này, Trung Quốc này. Nhưng năm nay chúng ta sẽ có thêm thị trường Nhật Bản, Đông Nam Á, Mỹ Latin và kể cả quê hương Hàn Quốc cũng sẽ chạy Snapdragon 8 Gen 1. Có nghĩa là Việt Nam chúng ta sẽ chạy chung con chip với thị trường cây nhà lá vườn, chính là Hàn Quốc. Và mình không biết đây là tin vui hay tin buồn nữa. Có thể nó sẽ vui theo hướng là chúng ta được ưu tiên chạy giống chip với cả quê hương của nó, là nhiều khả năng con 8 Gen 1 này cũng có thể sẽ ngon hơn Exynos 2200 thì sao. Mình nghĩ đây có thể hoàn toàn là một pha bẻ lái, bởi vì như cái tư liệu mình đã từng chia sẻ với các bạn thì ở thời điểm đó Hàn Quốc vẫn đang được đồn đoán là chạy Exynos 2200 với nhân GPU đến từ AMD, đó là nhân GPU Eclipse. Biết đâu đấy nhá, thuyết âm mưu là con Exynos 2200 có vấn đề gì và thị trường Hàn Quốc đã quay xe trở lại dùng Snapdragon 8 Gen 1. Có thể là AMD chưa thành công với GPU mới trên Exynos 2200 thì sao? Và cũng trong bối cảnh này thì Exynos 2200 cũng sẽ được bán ra ở thị trường châu Âu, thị trường CIS, thị trường Nam Á, thị trường Tây Á, Nam Á, Trung Đông và cả châu Phi, có nghĩa là hầu hết những phần còn lại của thế giới. Và nếu như cái thông tin này trở thành sự thật thì mình sẽ cảm thấy hơi tiếc một chút. Bởi vì chúng ta có thể là chưa được trải nghiệm con chip Exynos 2200 với cái nhân GPU cực kỳ mới đến từ AMD đâu. Thông tin vừa rồi thì không biết phải vui hay phải buồn, nhưng mà thông tin thứ hai đây này. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì một trong những leaker khá là uy tín là John Prosser cũng đã có chia sẻ những thông tin về Galaxy S22 series. Với S22 sẽ bắt đầu từ khoảng 800 đô, S22 Plus sẽ là 1.000 đô và S22 Note hoặc là S22 Ultra sẽ có mức giá là khoảng 1.200 đô. Và về Việt Nam thì với những cái mức giá được trừ quà đi, mình nghĩ vẫn sẽ là ổn thôi. Với sản phẩm đầu tiên đó là S22 Ultra hay là S22 Note, chúng ta chưa có thông tin gì nha. Đến bây giờ mình nghĩ rằng thiết kế này 90% sẽ là thiết kế cuối cùng của dòng sản phẩm này rồi. Và các bạn thấy là nó không khác gì một chiếc Note 2 Ultra cộng với S21 Ultra gộp lại chia đôi. Đó, chúng ta sẽ đa phần là về thông số, camera tương tự luôn với cả cái con S21 Ultra 5G này. Camera 108 megapixel, khẩu độ f1.8. Các camera còn lại tương tự về thông số, có camera zoom tiềm vọng. Phía trước vẫn là camera 40 megapixel f2.2. Cân nặng 227g có thể là tương tự với S21 Ultra. Màn hình cũng nhiều khả năng sẽ là 6,8 inch giống S21 Ultra luôn. Chúng ta sẽ có màn cong và đây là tấm nền màn hình Dynamic AMOLED 2X các bạn nha. Tần số quét 120Hz và chúng ta có ở đây đó là HDR10+. Thế nhưng mà độ sáng của nó đã được tăng lên là 1750 nits thay chỉ vì là pic
1500 nits giống như năm ngoái thôi. Và theo như một vài thông số thì cái phiên bản năm nay Si Ultra nó còn bị giảm cái độ phân giải đi cơ, chỉ còn là 1440 x 3080 mà thôi. Năm ngoái chúng ta có đến là 1440 x 3200 cơ. Và điểm đặc biệt nhất là năm nay chúng ta sẽ được tăng cái công suất sạc lên là 45W, có khi là khoảng 60 phút là đầy 100% rồi, thay vì cái sạc 25W năm ngoái. Và đây chúng ta vẫn sẽ có là pin 5000 mAh. Thêm một điểm nữa là chúng ta sẽ có thêm một cái chiếc bút S Pen nằm sẵn ở trong cái chiếc Si Ultra này. Nó không khác gì một phiên bản Galaxy Note cả. Phiên bản Plus và phiên bản tiêu chuẩn thì đa phần là không có điểm gì khác biệt cả. Cái màn hình của Si 2 Plus so với Si 1 Plus cũng sẽ được làm nhỏ đi. Năm ngoái chúng ta có đây là 6,7 inch nhưng năm nay chỉ còn 6,6 inch mà thôi. Camera được nâng từ 12 megapixel lên 50 megapixel này. Pin của chúng ta thay vì 4800 mAh như là Si 1 Plus của năm ngoái chỉ còn là 4500 mAh thôi, nhưng các bạn vẫn được giữ nguyên sạc nhanh là 45W. Màn hình thì vẫn phẳng, không được uốn tròn ra hai bên, vẫn sẽ là màn hình đục lỗ. Với cái phiên bản Plus này thì mình nghĩ đây vẫn sẽ là một kèo hời. Chúng ta có camera ngon hơn, chúng ta có tốc độ sạc ngon hơn, pin thì giảm một tí nhưng mà mình nghĩ thì cũng chẳng vấn đề gì. Còn cuối cùng với chiếc S2 tiêu chuẩn thì mình nghĩ là đây sẽ chỉ là một con mồi để bán ra để kích cầu cho những sản phẩm về sau mà thôi. Và nhiều khả năng đây sẽ là một sản phẩm được bán độc quyền tại một vài nơi chứ không phải là bán rộng rãi như hai chiếc còn lại. So với phiên bản S21 tiêu chuẩn thì nó cũng sẽ bị kéo nhỏ cái màn hình xuống, chỉ còn là 6,1 inch thay vì 6,2 inch giống ở trên chiếc S21 tiêu chuẩn. Và theo những thông tin mà mình có đọc được thì nhiều khả năng cái S22 này vẫn sẽ là mặt lưng bằng nhựa các bạn nha. Với cái dung lượng pin cũng chỉ còn là 3.700 mAh mà thôi. Đáng buồn nhất là cái tốc độ sạc của nó với công suất cũng chỉ là 25W. Và mình nghĩ là với cái mức giá loanh quanh đâu đó là khoảng 800 đô thế này thì đây có lẽ vẫn là một kèo hơi khó. Còn các bạn nghĩ sao? Si2 có phải là một dòng sản phẩm bom tấn hay không? Hay nó cũng sẽ chỉ là những sản phẩm được nâng cấp nhỏ giọt giống như những gì Apple cũng đã làm với iPhone 13 và iPhone 12.